Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm thứ Năm ngày 25 tháng 1. Trong chương trình thời sự tối nay, gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đến thăm và chúc Tết tỉnh Trà Vinh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện thăm và chúc Tết các doanh nghiệp tại các huyện Trà Cú, Tiểu Cần và Châu Thành. Công ty xăng dầu tỉnh Trà Vinh chuẩn bị đủ nguồn xăng dầu phục vụ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đến chúc Tết tỉnh Trà Vinh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh, đồng chí Kim Quân, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long bày tỏ trân trọng và biết ơn lãnh đạo tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua đã hỗ trợ phối hợp, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Minh Dũng chúc cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong toàn tỉnh Trà Vinh đón năm mới với nhiều thắng lợi mới, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tại đây, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của Trà Vinh trong năm 2023 và những định hướng lớn trong năm 2024. Để đạt được những kết quả này, Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Minh Đằng cho rằng có sự hỗ trợ của nhiều tỉnh thành bạn, trong đó có tỉnh Vĩnh Long. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, đồng chí Lâm Minh Đằng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, mong rằng hai tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, hợp tác, phát triển hơn trong thời gian tới. Sáng nay ngày 25 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đến thăm và chúc Tết các doanh nghiệp tại các huyện Trà Cú, Tiểu Cần và Châu Thành. Đoàn đã đến thăm chúc Tết công ty cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệp Prefaso tại xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, công ty trách nhiệm hữu hạn Best May Việt Nam tại xã Tân Hùng, công ty trách nhiệm hữu hạn Dày da Mỹ Phong, xã Hiếu Tẩn, huyện Tiểu Cần và công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Bảo Tiên, xã Sông Lộc, huyện Châu Thành. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo các công ty đã thông tin với đoàn về tình hình hoạt động sản xuất của các công ty trong năm 2023 và kế hoạch sản xuất trong năm 2024. Trong năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các công ty đã duy trì sản xuất ổn định, doanh thu tăng so với năm 2022, đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Hầu hết các công ty đều có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động, thấp nhất là 1 tháng lương. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện thông tin đến lãnh đạo các công ty về những kết quả nổi bật đạt được của tỉnh Trà Vinh trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và kế hoạch năm 2024. Đạt được những kết quả tích cực trong năm 2023 là có sự đóng góp một phần của các công ty. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng những kết quả mà các công ty đạt được trong năm 2023, đồng thời đề nghị các công ty tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện chúc các công ty và người lao động đón một mùa xuân mới nhiều niềm vui. Trong năm mới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành các nhiệm vụ được giao để góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trước thềm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Linh mục Trần Văn Kích, Chủ tịch Ủy ban Đoàn các Công giáo tỉnh Trà Vinh cùng các vị chức sắc đến thăm chúc Tết Công an tỉnh. Tiếp đoàn có Đại tá Quỳnh Văn Thìn, Phó đốc Công an tỉnh. Thay mặt đoàn, Linh mục Trần Văn Kích, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm của Công an tỉnh Trà Vinh thời gian qua đã tạo điều kiện để đồng bào Công giáo hoạt động theo đúng tôn chỉ, sống tốt đời, đẹp đạo. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Linh mục Trần Văn Kích chúc ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Trà Vinh hưởng một mùa xuân vui tươi, an lành, hạnh phúc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trao đổi với đoàn, Đại tá Quỳnh Văn Thìn, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin một số tình hình liên quan công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời cũng chân thành cảm ơn ghi nhận sự đóng góp quý báu của các linh mục, nữ tu, ban quý chức
các chị trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Trà Vinh trong việc tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Qua đây, Đại tá Quỳnh Văn Thịnh mong muốn thời gian tới, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đời đẹp đạo, tích cực vận động chức sắc, chức việc, giáo dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Quỳnh Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc các chị chức sắc cùng đồng bào Công giáo hưởng một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc và an lành. Ngày 24 tháng 1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình trao tặng quà Tết cho dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sông Lộc, huyện Châu Thành nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chương trình đã trao tặng 100 phần quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm 10 kg gạo và 300.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá các phần quà là 50 triệu đồng do Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh dẫn động Mạnh Thường Quân tài trợ. Đây là hoạt động ý nghĩa của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh nhằm chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm, tạo động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống. Ngày 24 tháng 1, bà Trần Thị Kim Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh đã đến thăm tặng quà, chúc Tết doanh nghiệp cùng công nhân lao động tại huyện Cầu Kè. Đoàn đã đến thăm chúc Tết và tặng 80 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và 1 triệu đồng cho đoàn viên bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động trên địa bàn huyện Cầu Kè. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo của các doanh nghiệp để ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho đoàn viên người lao động. Từ đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và tiến bộ tại doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển. Với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, dịp Tết Nguyên đán này, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh sẽ trao tặng 4.000 phần quà và tặng 2.000 phiếu mua hàng không đồng, mỗi phiếu trị giá 300.000 đồng cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra, liên đoàn còn tranh thủ nguồn lực từ nhiều tổ chức doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên khó khăn. Qua đây, tạo sinh khí phấn khởi đón mừng xuân mới Giáp Thìn vui tươi, hạnh phúc. Ngày 24 tháng 1, ông Quỳnh Công Lập, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đã đến thăm chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện và các công ty doanh nghiệp nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Bí thư huyện ủy đã đến thăm chúc Tết Trung đoàn 926, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh, Tiểu đoàn 2 Cảnh sát cơ động, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Bảo Tiên, xã Sông Lộc, Công ty trách nhiệm hữu hạn New Minda Việt Nam, xã Mỹ Chánh và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tôi yêu túi sách Việt Nam, thị trấn Châu Thành. Tại các nơi đến thăm, Bí thư huyện ủy Châu Thành thăm hỏi về đời sống của các cán bộ chiến sĩ, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp cũng như kế hoạch những năm tiếp theo, chế độ tiền lương, thưởng Tết, quà Tết của công nhân và ghi nhận những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp hiện nay. Nhân dịp năm mới, Bí thư huyện ủy chúc cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, ban lãnh đạo, nhân viên các doanh nghiệp luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang, thịnh vượng. Ngày 23 tháng 1, ông Thạch Phước Bình, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng Tổng công ty Phát điện 1, Công ty Việt điện Duyên Hải đến trao 100 suất quà Tết cho các hộ khó khăn, hộ người cao tuổi của xã Đại An. Mỗi suất quà bao gồm tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu sử dụng trong các ngày Tết trị giá 500.000 đồng. Tổng trị giá các suất quà là 50 triệu đồng do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh vận động Tổng công ty Phát điện 1 và Công ty Việt điện Duyên Hải tài trợ. Theo ông Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, nhằm giúp các hộ khó khăn có được niềm vui đón mừng Tết Giáp Thìn năm 2024 sắp đến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh đã vận động hơn 1.000 suất quà để tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm theo phương châm nhà nhà đều có Tết và không ai bị bỏ lại phía sau, giúp bà con vui Tết trong niềm vui trọn vẹn. Ngày 24 tháng 1, Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt thăm hỏi tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Đến dự và phát biểu tại buổi họp mặt, bà Võ Thị Thu Quanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống của đoàn viên, người lao động. Chúc toàn thể đoàn viên, người lao động cùng gia đình hưởng một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc và thành công. Đồng thời cũng mong muốn công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội cho đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 70 phần quà cho đoàn viên, người lao động, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.
Công đoàn viên chức tỉnh trao 30 phần quà cho đoàn viên, người lao động, 3 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi là con của đoàn viên công đoàn. Tổ chức đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho 5 đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. Mỗi suất quà tặng trị giá 1 triệu đồng. Ngày 23 tháng 1, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiểu Cần kết hợp với Ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức phiên chợ không đồng dành cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Phiên chợ không đồng năm nay được bố trí thành 7 gian hàng, mỗi gian hàng là một loại nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm, nước tương, nước mắm, đường, bột ngọt, hạt nêm. Theo đó có 150 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được Hội Chữ thập đỏ trao tặng phiếu để đi chợ. Mỗi hộ được nhận 7 món đồ tại 7 gian hàng khác nhau. Tính bình quân, mỗi hộ nhận hàng hóa trị giá khoảng 400.000 đồng. Tổng trị giá các mặt hàng hóa tại phiên chợ lần này là trên 60 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Hội Chữ thập đỏ huyện vận động chùa Phổ Tịnh ở xã Long Thới và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hỗ trợ. Ông Trần Minh Em, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tiểu Cần cho biết, những hàng hóa tại phiên chợ lần này do tấm lòng của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ nhằm chia sẻ phần nào khó khăn, giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện để vui xuân đón Tết Nguyên Đán sắp tới. Được biết, đây là năm thứ hai liên tiếp Hội Chữ thập đỏ huyện Tiểu Cần tổ chức phiên chợ không đồng. Qua hai lần tổ chức đã có trên 250 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ vào dịp Tết Nguyên Đán với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Hội đang tiếp tục vận động và sẽ hỗ trợ quà cho một số hộ có hoàn cảnh khó khăn còn lại trên địa bàn huyện từ nay đến những ngày giáp Tết Nguyên Đán sắp tới. Tin từ công ty xăng dầu Trà Vinh cho biết, trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, nhu cầu sử dụng xăng dầu trên địa bàn tỉnh tăng từ 30 đến 40% so với ngày thường. Trước tình hình đó, trong những ngày qua, công ty xăng dầu tỉnh đã chuẩn bị đủ nguồn xăng dầu phục vụ Tết Nguyên Đán năm nay. Theo Sở Công Thương, hiện nay trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 4 kho chứa xăng dầu với tổng sức chứa 9.100 mét khối, có 12 thương nhân phân phối, 1 tổng đại lý và 328 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Với hệ thống này, các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch dự trữ nguồn hàng và hiện nay số lượng xăng dầu được dự trữ ở các kho đảm bảo đủ phục vụ trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Công ty xăng dầu tỉnh cho biết, hiện nay hoạt động tại các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh diễn ra khá ổn định. Ngoài việc chủ động nguồn hàng, hầu hết cửa hàng đều thực hiện đúng với các quy định pháp luật trong kinh doanh như đảm bảo về nguồn gốc xăng dầu cung ứng trên thị trường, không thực hiện hành vi đầu cơ, găm hàng để trục lợi, thực hiện bán đúng giá niêm yết, đảm bảo thời gian bán hàng và quan trọng hơn là trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, các doanh nghiệp đã chủ động đặt nguồn hàng dự trữ từ 30% đến 40%. Với số lượng xăng dầu dự trữ như hiện nay sẽ đảm bảo đủ phục vụ cho người tiêu dùng. Trong năm 2024 này thì thực hiện theo cái chủ trương của chính phủ và cái văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thì công ty xăng dầu Trà Vinh trên tinh thần đã chuẩn bị tất cả các cái kế hoạch và cùng với các cái đơn vị thành viên là ở trong hệ thống phân phối, các cửa hàng thực hiện theo cái kế hoạch và cái nhu cầu của từng doanh nghiệp, của từng cửa hàng và để công ty chuẩn bị là đăng ký với tập đoàn về cái sản lượng để tạo nguồn đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong cái dịp trước, trong sau Tết và những cái tháng là trong quý 1. Đặc biệt là trong dịp Tết này thì công ty đã bổ sung thêm là một cái tàu, ngoài cái tàu của công ty là 300 khối thì công ty đã bổ sung thuê thêm 2 tàu để chuẩn bị mỗi cái nguồn cung trong mỗi lúc, mỗi nơi. Được biết, hiện nay công ty xăng dầu Trà Vinh có trên 50 cửa hàng bán lẻ. Trung bình mỗi ngày, các cửa hàng này đều tiêu thụ trên 250 khối xăng dầu và tất cả đều đảm bảo đủ số lượng xăng dầu phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên Đán năm nay. Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và thực hiện nghiêm quy định sử dụng xe công, tỉnh ủy Trà Vinh vừa ban hành công văn số 828 về việc uốn nắn tình trạng vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông và quản lý sử dụng xe công đúng theo quy định. Công văn nêu rõ, qua nắm tình hình vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân chưa chấp hành tốt quy định về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông vẫn còn xảy ra khá nhiều. Khi từ ngày 20 tháng 10 năm 2023 đến nay, đã có trên 2.600 trường hợp bị phát hiện, xử lý với số tiền 9,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó,
việc quản lý sử dụng xe công cho mục đích cá nhân có lúc có nơi vẫn còn diễn ra, gây lãng phí ngân sách nhà nước và dư luận không tốt trong xã hội, làm giảm lòng tin trong nhân dân đối với cơ quan công quyền. Để khắc phục những hạn chế này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, uốn nắn, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện công văn số 752 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh tình trạng vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các vi phạm. Trong đó, ngành công an phối hợp với Ban An toàn giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, tạo tính răn đe. Mặt khác, cần linh hoạt trong kiểm tra, xử lý, đừng quá cứng nhắc, tạo tâm lý không tốt đối với người dân đã ý thức tốt trong việc chấp hành quy định của pháp luật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện và quản lý giáo dục, nhắc nhở cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là chấp hành quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, hình thành thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành có liên quan và các địa phương thống kê hiện trạng xe công, chỉ đạo bố trí đúng theo tinh thần nghị định số 72 của Chính phủ về quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô. Văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi việc thực hiện xe công sau khi giao cho các cơ quan đơn vị phải đảm bảo hoạt động thông suốt, siết chặt chế độ quản lý sử dụng xe công, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu nhiệm vụ công việc trong các cơ quan đơn vị, tuyệt đối không sử dụng xe công vào mục đích cá nhân như đi lễ, hội, đám tiệc và các việc riêng khác. Thưa quý vị các bạn, hiện nay những mô hình hợp tác xã phát triển dựa trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ngày càng được nhân rộng, mang lại giá trị kinh tế cao. Đây cũng được xem là hướng đi cần thiết của các hợp tác xã nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế và là giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng và giá trị sản phẩm, cũng như là gia tăng thu nhập cho người dân. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Bởi lẽ hợp tác liên kết mới tạo ra khu sản xuất tập trung dùng nguyên liệu lớn và là cơ sở quan trọng để đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, đồng thời tiêu chuẩn hóa các tiêu chí về chất lượng sản phẩm, tạo ra lượng hàng hóa đủ lớn đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Trong những năm qua, nhờ vào chính sách khuyến khích phát triển, số lượng hợp tác xã được thành lập mới trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục tăng lên. Nhiều hợp tác xã đã xây dựng hình thức phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ mới, hình thức đa dạng và phù hợp với tình hình tại địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có một liên hiệp hợp tác xã lúa gạo và 165 hợp tác xã đang hoạt động với vốn điều lệ trên 157 tỷ đồng, thu hút khoảng 28.500 thành viên. Ước doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã là 2 tỷ đồng và lợi nhuận 360 triệu đồng một năm. Đáng chú ý, số lượng hợp tác xã ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm dịch vụ, sản phẩm chủ lực truyền thống gắn với chuỗi giá trị ngày càng tăng lên và đang dần trở thành phương thức tối ưu để phát triển bền vững. Mặt khác, nhiều hợp tác xã còn áp dụng công nghệ số để chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và khẳng định uy tín thương hiệu. Trong thời gian tới đó, cái ban chỉ đạo đổi mới hợp tác xã tỉnh tiếp tục là quyết liệt chỉ đạo thực hiện cái chỉ thị của Trung ương đó, thực hiện luật hợp tác xã và nghị quyết tỉnh ủy cũng như kế hoạch của ban tỉnh. Rồi để làm sao cho thời gian tới chúng ta tiếp tục phát triển bền vững cái lĩnh vực là kinh tế tập thể, hợp tác xã. Nhất là chúng ta tập trung nâng chất các cái hợp tác xã nông nghiệp, và trong đó thì chúng ta quan tâm một số cái hợp tác xã về các cái sản phẩm chủ lực như là lúa gạo hữu cơ, nó rồi các cái rau màu, rồi trái dừa, làm sao và thủy sản, làm sao cho phát huy được cái tiềm năng sản phẩm nông nghiệp của địa phương, từ là cái sản xuất cho tới chế biến và đưa ra thị trường để đảm bảo là phát triển cho hợp tác xã bền vững, tăng cái thu nhập cho các xã viên. Nói riêng về sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, khoa học công nghệ còn giúp tăng sức mạnh cạnh tranh cho sản phẩm. Và đặc biệt hiện nay, yếu tố môi trường đang là tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu nông sản. Chính vì điều này mà ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cũng có hướng đi tất yếu đối với các hợp tác xã nông nghiệp. Theo xu thế đó, hiện nay ngày càng nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh triển khai hoạt động theo mô hình kiểu mới, đầu tư sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, công nghệ sinh học,
sản xuất thâm canh, chuyên canh cao, cũng như liên kết sản phẩm theo chuỗi giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ đó giảm đi chi phí sản xuất và ngày công lao động, góp phần bình ổn giá nông sản trên thị trường, phục vụ tốt cho nhu cầu của người tiêu dùng, nhất là trong các dịp lễ Tết. Thì về tiến bộ khoa học kỹ thuật thì có cao hơn năm rồi, tức là cái hệ thống tưới mình đã điều chỉnh lại, rồi cái lưu lượng nước tưới thì cũng phù hợp với đặc tính của giống này, cho nên là cái hạt giống thì nó chất lượng. Đến thời điểm này thì gần tới ngày thu hoạch thì năng suất nó mình thấy trọng lượng hạt quả đều, và trọng lượng là trái tầm 2 kg trở lên, nó đạt theo cái yêu cầu của người tiêu dùng. Bữa nay là mình còn khoảng 10 ngày nữa mình thu hoạch, thì hiện nay thì đang giai đoạn là cắt nước, giảm nước để tăng cái lượng đường lên, thì tới ngày thu hoạch nó có tầm khoảng 15 độ ngọt. Những năm gần đây, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp sức hỗ trợ các hợp tác xã thông qua việc phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Cụ thể, hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đều bố trí kinh phí từ các chương trình khuyến công, khuyến nông, từ Quỹ Khoa học Công nghệ cho nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án hỗ trợ hợp tác xã, đưa công nghệ mới vào quy trình sản xuất. Nhìn chung, nhiều hợp tác xã cũng đã bắt nhịp xu thế hội nhập và phát triển, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện chuyển giao và đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho các thành viên. Nhờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, các ngành chức năng, nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, dịch vụ, hệ thống cơ sở vật chất, chuồng trại tiên tiến để từng bước mở rộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến, lưu thông đến phân phối. Bước đầu, các hợp tác xã đã ghi nhận một vài kết quả khả quan, do có thể tự kiểm soát được chất lượng sản phẩm của tất cả các khâu cho đến tay người tiêu dùng. Ngoài ra, hợp tác xã còn khẳng định được năng lực xây dựng thành công thương hiệu sản phẩm hàng hóa Trà Vinh trên thị trường trong và ngoài nước. Nhờ đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội và làm thay đổi cơ bản đời sống của người dân tại địa phương. Về khoa học kỹ thuật thì cũng có các ban ngành, các cơ quan liên quan như là phòng nông nghiệp hoặc là hội nông dân, trường đại học là cũng hỗ trợ về các cái khoa học kỹ thuật để mà cho nông dân chúng ta tiếp cận. Cụ thể như là hỗ trợ về ủ phân vi sinh, ủ phân hữu cơ để chúng ta sản xuất để giảm chi phí đầu vào. Hợp xã chuẩn bị chuyển sang hướng là chế biến thực phẩm. Thì hiện tại hợp xã đang xây dựng nhà xưởng và nhập máy sấy lạnh nông sản về để mà chế biến những cái sản phẩm sau thu hoạch để nâng cái giá trị của sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Theo nhận định của nhiều hợp tác xã, nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư trên thiết bị hiện đại vào sản xuất, mà hiện nay họ có thể tạo được sức cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác, có thời gian tập trung vào chức năng thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho các hộ thành viên và người dân. Đặc biệt là các hợp tác xã chuyên sản xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực, ô cốp của tỉnh, thì cho rằng việc thực hiện các giải pháp sản xuất, quản lý, điều hành hợp tác xã gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa mà còn xây dựng uy tín cho thương hiệu, tạo được niềm tin từ phía người tiêu dùng, từng bước khẳng định vị thế trên thương trường. Hơn thế nữa, việc áp dụng nhiều công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, cộng thêm việc thay đổi tư duy canh tác của nông dân sẽ là tiền đề thúc đẩy nâng cao giá trị hàng hóa cho từng ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Hợp tác xã là mới là xây dựng một cái lò sấy là khoảng 15 tấn để đặc biệt là sấy lúa giống, coi như không có sấy mướn, sấy lúa giống không, để bán cho bà con ở trong cái địa bàn trong xã cũng như các cái xã lân cận về lúa giống. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi thấy là cái gạo thì như vậy thì chúng tôi mới xây dựng thêm một cái nhà máy xay gạo để vô gạo bịch 5 kg, 10 kg, 20 kg để bán gạo lẻ trên địa bàn trong xã cho bà con. Thì hiện giờ cái gạo thì chúng tôi cũng đã đăng ký ô cốp và thủ tục cũng xong để chờ ở trên là có quyết định công nhận. Và cái tiếp tục nữa đó là chúng tôi mới là mua 2 chiếc máy bay để phục vụ cho bà con nông dân là trong cái phun xịt cũng như là rải phân, rồi là xả lúa là cũng bằng máy bay cho nó nhẹ cái công. Có thể nói rằng, việc phát triển các hợp tác xã ứng dụng công nghệ đã và đang tạo ra những đột phá cho nền kinh tế của tỉnh.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy các hợp tác xã ứng dụng công nghệ thường thiếu vốn đầu tư, quỹ đất dành cho phát triển sản xuất cũng hạn chế, nên chưa đạt được hiệu quả kinh tế cao như mong đợi. Mặt khác, các mô hình ứng dụng công nghệ cao hiện đang được thực hiện từng phần nhỏ lẻ, manh mún. Một số nơi còn thiếu đồng bộ từ đầu tư giống đến sản xuất, sơ chế, chế biến, thị trường đầu ra cho sản phẩm. Các hợp tác xã cũng chưa nắm bắt được thị trường công nghệ, nhất là thiếu nguồn vốn nhân lực trong quản trị, quản lý điều hành để lựa chọn ứng dụng công nghệ phù hợp vào sản xuất. Chính vì vậy, cần có chiến lược phát triển lâu dài và các chính sách hỗ trợ cụ thể, hợp lý từ các ngành chuyên môn nhằm giúp các hợp tác xã khắc phục khó khăn, tìm ra hướng đi đúng đắn để ứng dụng khoa học công nghệ vào quy trình sản xuất một cách hiệu quả, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế như hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.